ba còn mưa đâu, lấy mấy hết mưa rồi. Còn mưa đâu. Hello. Xin Kim Mai xin chào cả nhà nha. Hôm nay cả nhà mình chuẩn bị đi biển. Hai Kim. Chuẩn bị đi biển cho mình quay cho cả nhà xem. Cả nhà đón xem. Hai hai anh Văn. Hello. Hello. Holiday. Happy holiday. Happy holiday. Holiday. Dạ. Anh em tôi từ Atlanta ghé Florida kỳ này đi. Nó trời mưa mà giờ này đi biển, giờ mới đi biển. Giờ mới đi biển, đi hơi trễ. Mà có còn hơn không? Mấy đồ kìa, chị Sáu kìa. Đi biển xong rồi về mình có cái tiệc nhỏ cho mình cả nhà đón xem để mình quay lúc mình đi biển rồi xong mình đi về. Bỏ chưa sát chứ chưa sạc pin. Bây giờ bỏ sát rồi đó, bây giờ đang sạc. Nó hết luôn rồi, nó hết hẳn luôn á. Tưởng hư. Không, đi hai chiếc thôi cơ. Đi hai chiếc thôi, đi nhiều quá phía Bắc Kinh. Đi xe chú Hoàng đi Úc. Ê, Úc. Đủ. Mất công đi kiếm. Đi nhiều quá, xe xuống đi kiếm Bắc Kinh chạy vòng đó. Kiếm Bắc Kinh chứ. Hoàng chơi à. Ê, đi đâu? Bài bản lắm chứ bộ. Hai. Đi đâu rồi, Lily đi đâu? Lily đi đâu? Wow, rồi biết. Thôi đi tắm biển. Tắm biển. Anh Hoàng, tụi tôi đi chung ké anh xe anh. Đông đá chưa? Nó còn tan chưa? Chưa đâu. Chưa thì bỏ ra ngoài cái sim đi. Bỏ nó chưa lạnh riết rồi. Hay bỏ thùng đá luôn á. Bỏ ra khỏi nhà ra. Ở trong xe hả? Nè, cầm máy đi. Sách này ra xe phải không? Dạ. Yeah. Hả? Nào không được.
Rồi đi chú An đi chưa? Không mà vậy hả? Ở nhà đi không đi? Đó, để tụi con. Kỳ vậy ta. À. Giao lại quê. Giao. Giờ trách nhiệm, trách nhiệm rồi. Trách nhiệm là anh kẹt quá em phải lo trách nhiệm đó. Là chim là chiếc không? Có chóp vô chút. Đi biển quay cho cả nhà xem. Giờ này có chóp thứ hai rồi. Gánh. Đó, thành phố Phoi cái đường xã Phoi Đa mình đó nha. Thì sắp tới giờ biển rồi. Giờ cả nhà xem đường xá bên Phoi Đa ra sao. Biết chứ, biết. Ở đây có nhiều cái cây là cây kiển lạ lạ đẹp bên ngoài. Mấy cây kiển nhưng mà mình khi lạnh nó chịu nổi không? Mấy cây kiển nè. Xoài xoài bên mình trồng không sao, không sập, không sao. Ô năm nay có trái có gì chưa? Chưa hả? Nó bị năm nó bị mùa mất mùa hả? Mất mùa nó hả? Bị nó bị đang lên cái bị lạnh á. Cái nó bị năm nay không có trái nào anh ngoại. Cây đó mấy cây đó già mà không sao nó hả? Năm nay nó không có trái nào tại vì nó bị cái sương muối á. Ảnh hưởng hả? Rồi nó bị hư. Ủng quá ha. Nó ra cái đợt bông cái nó bị hư. Trời ơi. Cho nên cho nên nó phải làm lại từ đầu. Vậy là coi như bỏ mùa năm nay. À, đó là vậy đó. Năm sau là phải tươm thất. Năm nay ông ngoại hả? Ươm đất, ươm phân. Không nhiều khi chắc những khu lân cận đây nó cũng bị luôn. Bị chứ, bị nhiều chứ. Bị nhiều chứ. Ảnh hưởng chung. Ảnh hưởng chung. Ảnh hưởng chung. Xa xa thì ok.
bị dài cái tiểu bang á chứ. Thường thường mỗi năm lỡ đây nhà nhãn, nhãn xoài nhiều lắm. Nhớ năm rồi còn có nhãn đem vô bán, thế năm nay không có nhãn nữa. Ừ, nhãn năm rồi ăn ngon hết bạn. Năm nay bị thất thu. Nhãn với xoài. Năm rồi xoài ngon quá trời. Ờ, nhãn nữa, nhãn xoài em thấy thường sống sống mà chị bỏ thêm mở ra. Đây cắt ra nó ngon. Thấp. Về chị đâu có ăn hết đâu, cây gói vô dây báo thả vô tủ lạnh lấy ra ăn từ từ. Đó. Ăn cũng được mấy tháng á. Ờ, vậy hả? Trên đó đó, trên đó đó, đó trên lá cờ, ngay lá cờ. Có vụ án viên đàn lạ. Công nhận ở trên đó đồ ăn dở thiệt á. Ăn dở, trời ơi. Không á, nó làm dở. Dở hơn nhà mình nấu. Trời ơi, nó ăn không vô luôn á. Không phải nói gì á, mà mình mua về nhà, mình nấu mình ăn. Ông ừ, nó nướng miếng cá xe mình tôi với lại miếng steak á, nó khét, nó khét nghẹt lại rồi. Mà nó lạnh nhất à. Yeah. À cái nêm nó không có nêm gì đó. Mà nó nướng cho khét luôn, nó để giống như lửa mạnh nó dục vô để khi nào 5 phút sau hay 3 phút sau nó chở qua ăn cái nữa rồi là xong đêm. Kinh nghiệm thà mình ăn. Mm, ăn ngon hơn. Lạc mà nó khét. Mà vậy mà đêm ra hay được. Ông nấu còn thua tôi làm bếp đó hả? Ờ làm tôi làm thua tôi làm rác. Làm ráng nữa nè. Ráng làm. Có nghĩa là ráng làm chút xíu nữa là xíu là xong. Mà làm không xong mà bán vậy đó. Ồ. Bán cho dính cho trà ăn lần cho biết. Anh Quỳnh sợ quá. Mình ra giờ này không biết anh chồng có chỗ đậu xe. Giờ này giảm rồi, giảm vắng mới rồi. Hồi, lúc mà trưa đó. Trưa lúc khoảng 12 giờ đó. Sáng hả? Sáng đến trưa giờ 10 giờ. À, 12 giờ đó. Giờ này điểm. Giờ này ghê. Ờ cây kiển. Trong mình trồng cũng được. Cây kiển. Cây chết hết rồi, kỳ ha. Làm như ngoài đây nó không có lạnh như trong không mình. Không có lạnh. Phôi đà. Dĩ nhiên phôi đà. Trong mình nó lạnh quá. Hồi nãy ra thấy bác đó, trồng cây bông giấy đẹp ghê không Hoàng. Bông giấy bên mình bị trồng bị chết nha anh Hoàng. Nó lạnh, mình lạnh đó ha. Mùa đông bị chết, mình chết rồi nó không lên lại. Tôi có trồng mấy cây. Bông giấy là trồng ngoài áo sai chứ đâu đem như mùa. Ờ sai á. Mà mùa bị lạnh thì nó chết luôn. Chết luôn, nó không lên lại. Cho nên tôi có trồng mấy cây chết luôn, tôi không mua lại á. Mà nếu mà mua nó sống lại thì tôi trồng ngay cái hàng rào. Trồng hàng rào có leo. Leo đẹp lắm, giờ anh tỉa lại á. Đẹp lắm. Đây những cái cây bông đẹp, hơi bị đẹp. Tại nó tím ngắt không, còn của Úc là vừa tím vừa xanh. Cái cây của Úc bữa còn thấy lên đọt rồi quý vị. Màu xanh xanh á. Bưng vô mùa đông chứ bưng vô. Trồng cái cây nó trồng dưới đất, thấy nhà Úc bữa nay nè quá trời quá đất, cây đẹp ghê không à. Nó cũng giống cây màu tím của nhà mình nhưng mà nó là tím xanh. Tím xanh mình. Còn mình tím ngắt luôn. Ở hôm thì bô nó tím ngắt. Trời ơi, cái cây tím đó nó cũng trời ơi nó đẻ quá trời quá đất. Thích trồng vậy luôn. Bây giờ nó ra cái nó chết dạ. Chết cái năm sau ra lại. Trồng lần thôi mình khỏi phải mua nữa. Thì đó trồng lần khỏi mất công đi mua. Trồng ngoài đây có mấy cây dừa, mấy cây cỏ đẹp ghê. Đẹp á. Mấy cây kiển không đẹp. Cái này về nhà hai cái ấy đất cái đồi cao để cho nó mọc lên đẹp biết mấy. Là mình mua về đấy, từ nhà mình đi ra đây nửa tiếng không ta, nãy giờ nửa tiếng á. Quầy á. Quầy. Bánh mì. Ở lên tàu mình đó hả? Ở lên tàu mình. Ờ mày cái. Thấy nó chét cái gì nhiều quá đó ông. Cái sốt gì đó. Cái sốt. Công nhận cũng quá đẹp ha. Chủ của bánh mì tội nghiệp con ta. Chết người luôn mà. Bắn chết đứa nhỏ. Trời con nhỏ gái. Trời. Ông nó cũng quá đáng. Quá đáng sẽ xuống.
mới 2-3 ngày nay ở đâu mà thuốc, thuốc giá cao quá nó cũng súng nó xỉa đó. Thuốc hút gì đó. Ờ. 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 Cục điên. Bây giờ thôi kệ giờ. Bây giờ nó cự thôi kệ chuyện thua. À nhìn nhìn chứ. Bây giờ bữa vô làm neo á, hai nhỏ nó nấu cá đó. Cái vui lắm. Nó làm xong. Nói giá tiền, chị kia nói giá tiền nó xong rồi ra. Mà cái dòng lúc nóng lên nó khó nhìn lắm. Lúc mình bình tĩnh táo lại khác. Kiếm chuyện này kiếm chuyện nọ, cái nó không có cái chỗ đi chỗ đi. Chị hỏi sao? Nó bóng súng nó bắn cái bùm chết giờ á. Cái bạn ngày bà cũng ớn kể bà nghe. Không, vậy thôi mình cho nó đi cái mốt ăn quen lại cái kia bạn bè nó làm vậy á chị biết không? Cái nhỏ nó vậy á. Cái bà này bà nói rồi giờ mày không trả tiền đưa tay đây tao cắt. Cắt nham nhở rồi mày đi đi. Đúng rồi. Cắt bỏ ghét vậy á. Không biết là không lấy tiền. Để lại cho nó đi. À, không lấy tiền thì không để lại cho nó bồ neo phải cắt. Đồ quá đẹp ha. Còn mấy cây đó đem về bển chồng mà đẹp đỡ biết mấy ha. Đó cây liễu ơ nè. Bây giờ mình có cây liễu ơ. Mình tới. Cây liễu mình muốn cái nó ra bông màu đỏ đó đó. Tới rủ xuống đất đẹp lắm. Bãi biển rồi nhé. Mà hai chiếc trống kìa. Ờ, vậy luôn. Tại vô dành dành chỗ. Còn chờ cỡ nhỏ bên đây nữa. Còn chờ. Còn góc con chiếc nữa kìa. Ở trong góc con chiếc. Vô luôn, dạ. Vô đu vô. Đây nè. Bên đây cũng có chờ nhiều lắm. Đây rộng hơn. Ở chân kia cũng có. Trước mặt ba luôn. Thẳng qua luôn anh Hoàng. Thẳng qua luôn á. Đó, quẹo qua luôn á. Quẹo thẳng. Mình đi tắm biển. Nay mình đi tắm biển là lại. Chỗ này là mình có tắm đó không? Thấy chỗ này hay quen quen là khác hả? Tôi tắm hoài mà không biết anh có tắm chơi lần nào chưa? Mình đi rồi mà. Đi chỗ rồi. Mà... chỗ này đi rồi. Có lần nào mình lên mình lấy đồ đâu đây nè. Đi vô. Đấy. Rồi, đế đi kìa. Quay cho đế đi. Quên gì nữa? Khóa xe sao? Nó mang dài nó mình bỏ dài vô vô cái đải không? Quay lại đi rồi nó quay lại đi mày. Quay rồi đâu Thank you.
cho chỗ miếng thịt barbecue ra ngoài miếng thịt ăn. Tính không đi biển là thấy hận rồi, tưởng mưa mưa gió mà ra đây không, ra đây hết mưa mà người thì quá trời. Nè mình bỏ đây nè. Góc này được không? Bỏ đồ đồ ở đây. À mà xe để đâu? Nè vô góc này nè. Gần quá họ. Ok. Đúng rồi, găng không được. Bên đó không? Cái này được. Ở đây nè. Rồi để đây luôn nè. Oh you can. You gotta go.
Cái đường đi, cái đường đi, cái đường I remember đường. Somewhere behind. Ở đây nè. Đó đi. Không đây nè Thi ơi. Ok. Đây nè. See that little gap, big gap đó, chị ba đó, chị đó. Ở đây, đây, đây. Nước trong mát. Tuyệt vời. Biển đẹp. Nước ấm, mát. Đó, cả nhà cũng đều đi xuống. Để cây này ở đâu ta? Để cây này ở đâu? Có ai chảnh không? Tắm chưa đi? Đó, xem thêm tắm. Mình đi tắm xong rồi chúng ta đi lên xem.
chào tạm biệt, bye bye. À, kìa cả nhà xem nha, cả gia đình tắm biển. Gia đình mình đang tắm biển. Gia đình mình đang tắm biển. Ngồi lại chơi chút thôi. Không, ngồi đi chơi đây. Ngồi luôn nè, đang quay nè. Rồi đi chơi. Nãy giờ ngâm nước, bây giờ ngâm nắng. Ngâm nắng. Ờ. À. Đó, gia đình mình á. Ok. Con vô luôn. Thank you.
Dạ. Đó, mình lúc mình rút về nhà, mình rút về quà. Mình rút về nhà mình nấu ăn. Mình rút về nhà nấu ăn. Dạ. Mình tắm biển xong rồi giờ mình về. Mình về mình nấu ăn xong rồi mình sẽ quay cho cả nhà mình xem. Okay. One. Look like two, you like it. Smile. Come on, dude. One more. I feel yeah. like I'm smiling for him. Yeah. Hey, mommy too. Yeah. Mommy, daddy. Yo. Okay. Yo. Yeah. Okay, go. Rồi, bây giờ mình về. Đây, ok, đây. Đó, mình đi trước. Yeah, I can take it. Okay. Lúc mình quay cho cả nhà mình xem. Kim, đây Kim à. Lâu quá mới đi tắm biển này. Hơn năm rồi mình mới trở lại phơi ra. Chiều ơi. Chiều ơi, mai 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 tụi mình sẽ đi tắm nữa. Dạ. Tắm ngày nữa. Rồi cái gì mình quay cho cả nhà mình xem. Mà ngày mai mình đi biển khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mênh mông kìa đó. Cát thì trắng, bệnh biển mênh mông không đông đầy tình mẹ.